yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa vẫn nghe thời gian thôi đưa an tan an tan 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 an tan an tan 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 tan. Nó nghe là Vân giảm cân đi nghe. Nãy giờ chở như chở cục tạ vậy đó. Nặng quá à. Nhưng mà anh đi đâu vậy trời ơi, anh nói nghe nha. Bây giờ muốn đi đâu tranh thủ đi đi. Tại anh phải về đi đá banh nữa đó. Gì? Đi chơi đá banh. Đi đá banh. Ủa thôi này, ngang ngưng chơi banh bữa đi. Chơi búp bê với em. Chơi búp bê với em. Gì, chơi gì? Chơi búp bê. Chờ xíu. Alo, chiều nay bận chơi búp bê rồi, không đi đá banh được nha. Ủa, nhưng búp bê sáng mắt gì luôn hả? Tuổi thơ của anh mày. Búp bê của anh là hồi xưa làm sao? Khuôn mặt y chang nhau vậy đó. Khác là chỉ thay bộ đồ thôi phải không? Ừ. Búp bê là con nào cũng khác nhau hết trơn rồi á. Thiệt khác không? Về màu mắt, màu môi, chân mày, màu tóc. Nhưng mà một con người làm rất là hay là cái nghề trang điểm búp bê. Xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống xuống đi. Gì ạ? Cầm vô, nhanh lên. Quý vị khán giả ơi, bây giờ hãy theo Minh Dự và anh Hữu Đằng tìm tới một người mà người này là chủ nhân của hàng trăm con búp bê với nghề nghiệp là trang điểm búp bê. Xin mời quý vị đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Đi. Đi. Trang điểm búp bê còn gọi là face up, revenge là một nghề không mới nhưng vẫn còn rất lạ lẫm ở Việt Nam. Do gương mặt của búp bê nhỏ xíu nên đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, kỳ công và người thợ phải ngồi hàng giờ mới có thể hoàn thành sản phẩm. Sang xác định vẽ để thỏa mãn đam mê là chính nên sẵn sàng tặng những tác phẩm đầu tay chứ không nghĩ sẽ có được thu nhập từ công việc này. Tuy nhiên, với kiến thức sẵn có, được đào tạo bài bản của một sinh viên trường kiến trúc, cộng với sự khéo léo, sáng tạo của mình, sản phẩm của Sang ngày càng được nhiều người biết đến, các đơn hàng ngày càng nhiều. Đi vô đây! Tới chưa? Tới rồi! À, anh Sang ơi! Sang ơi! À, chào Minh Dự và Hữu Đằng. Hello. Chào Sang. À, ngày hôm nay Minh Dự thực hiện chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây và dắt theo một khách mời rất là mê búp bê là anh Hữu Đăng. Mời Minh Dự và Hữu Đăng. Dạ rồi. Dạ bây giờ thì chủ nhân của những búp bê này có thể giới thiệu một chút thông tin cho anh Hữu Đăng biết được không? Trước tiên xin giới thiệu với anh Hữu Đăng, em tên là Phan Ngọc Sang. Công việc chính của em là trang điểm cho búp bê. Và đây là một số thành phẩm của em đã làm. Khi mà hoàn thiện xong thì nó như thế này. Là tất cả những cái con búp bê này là do Sang làm, Sang trang điểm hết luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà mua búp bê về á, thì gương mặt nó cơ bản là gương mặt được bán đại trà. Và những nét vẽ của nó không được tinh tế như mình khi mà mình làm lại. Cái công việc của em là làm lại cho nó trở thành đặc biệt hơn. Cái tóc này Dự thấy là rất là nhiều màu tóc, rất là nhiều kiểu tóc. Dự nghĩ nếu mà làm theo mẫu đại trà thì không được gì đâu. Thì từ cái ý tưởng là mình nghĩ là mỗi con nó phải có màu tóc này, kiểu tóc kia. Thường á, những con búp bê cơ bản này á, mỗi con nó sẽ có một màu tóc riêng. Nhưng mà mấy con mà em làm nhiều nhất á, là những con tóc dài như vậy nó chỉ có tóc vàng thôi. Ừ, đúng rồi. Thì em mua thuốc nhộm tóc của người á, về em nhộm tóc cho nó. Em sẽ thay đổi màu tóc á, dựa trên cái yêu cầu của khách hàng. Khách thì thích màu gì thì mình sẽ làm màu đó. Đó, Sang, Dự thấy là nó đẹp và đặc biệt hơn rất nhiều những cái con búp bê mà ở ngoài tiệm bán. Dự nghĩ là nếu mà bắt mắt sặc sỡ như vậy thì lung linh vậy thì chắc con nít thích lắm phải không Sang? Thường thì cái đối tượng khách hàng của em chỉ là người lớn thôi, những người có thu nhập ổn định thôi. Chứ con nít thì không phải là khách hàng. Ủa? Khách hàng người lớn cũng có sở thích sưu tầm búp bê gì nữa hả? Rất là nhiều, rất là nhiều. Ồ hay quá ha. Em tưởng đâu làm này là con nít đòi ba mẹ mua về cho chơi và người lớn cũng chơi nữa. Thì bây giờ mình kiếm một góc nào đó mình ngồi tâm sự chút ha. Dạ. Trời ơi áo dài nè. Dễ thương không? Nhìn áo dài như siêu mẫu chứ trời. Siêu mẫu nhí đó. Dễ thương quá. Sang ơi, quá à. Từ khi nào mà mình bắt đầu rèn luyện cái việc mà trang điểm làm tóc tai cho búp bê vậy ạ? Từ khi mà em học năm 2 đại học á, thì trong cái quá trình học á, thì em trong lúc mà học á, em ngồi cạnh một cái bạn nữ đó, là bạn đó ngồi á, thì bạn đó mở một cái clip bên nước ngoài á, thì người ta
trang điểm con búp bê thì em thấy lạ mới hỏi. Thì bạn mới nói là ừ là người ta là làm như vậy nè, thay đổi búp bê là từ như vậy thành vậy. Thì em thấy nó em thấy cái này nó cũng hay quá, cái em mới hỏi. Thì bạn nó mới về, bạn nó nhắn tin Facebook cho em á, là gửi cho em cái link của cái clip đó. Và lúc đó em bén duyên với cái nghề này. Học năm 2 là mình học ngành gì bên kiến trúc? Em học ngành thiết kế nội thất. Bây giờ thiết kế búp bê luôn, thiết kế búp bê để trưng trong nội thất. Cái này đúng là cái nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Lúc mà học á thì mình đâu có nghĩ là mình sẽ làm cái công việc này đâu. Nhưng mà cuối cùng nó cũng hỗ trợ cho mình. Với cái những búp bê sống động vậy thì nó đã là nguồn thu nhập cho Sang chưa? Đây là nguồn thu nhập chính của em luôn. Nó bắt đầu là nguồn thu nhập để cho cái việc mưu sinh của Sang mấy năm rồi? Khoảng 3-4 năm nay. Tức là 3-4 năm nay Sang bắt đầu sống và kiếm tiền bằng cái việc trang điểm búp bê như vậy luôn. Dạ đúng. Mà cái đối tượng khách hàng của mình thường là ở đâu? Cái đối tượng khách hàng của em là đa dạng lắm. Những nhà sưu tập búp bê nè, có những nhà thiết kế nè, những mẹ bỉm sữa, những người mà thừa nhân viên văn phòng. Thì cái đối tượng khách hàng đó là đối tượng khách hàng chính của em. Thu nhập ổn. Ủa? Biết đâu giờ được thì mình học nữa. Mình vậy vì bạn tự học đúng không? Bây giờ bạn có nghĩ là một ngày nào đó bạn sẽ mở lớp rồi truyền đạt lại cái bộ môn này cho mọi người? Thì em cũng có ý nghĩ đó, nhưng mà do em ở Long An, em ở quá xa so với mọi người muốn học cái nghề này á, thì mọi người đa số là ở trên thành phố thôi. Thì em không có thuận tiện trong cái việc mà chỉ dạy cho mọi người á. Thì em có làm những cái video hướng dẫn cho mọi người để vẽ búp bê các bước cơ bản rồi đó. Thì em có up lên trên Facebook và trên YouTube để mọi người cùng xem, cùng trao đổi. Trong giới chơi búp bê, Phan Ngọc Sang là cái tên không xa lạ và được rất nhiều khách hàng tin tưởng gửi gắm búp bê để được làm đẹp, biến hóa và lột xác. Năm 2016 được xem là năm đánh dấu cột mốc từ công việc trang điểm búp bê của Phan Ngọc Sang, khi hai cô búp bê do anh trang điểm đã giành cú đúp giải nhất và nhì tại cuộc thi Miss Dawn Beauty Việt Nam. Từ đó, cái tên Ngọc Sang bắt đầu nổi lên trong cộng đồng những người chơi búp bê trong nước. Chị từ trước giờ bán được rất nhiều con búp bê. Cái con búp bê mà Sang bán với mức giá cao nhất là bao nhiêu? Cái con búp bê mà em bán với mức giá cao nhất là 11 triệu. 11 triệu? Nó đặc biệt ra sao Sang? Thì cái con búp bê đó là em làm theo cái đơn đặt hàng của khách đó, là khách thích bộ phim Avatar và em làm theo hai nhân vật trong bộ phim đó. Thì một cặp đó thì em bán là 22 triệu. Sang thường á, khi mình thiết kế mình trang điểm búp bê vậy đó, là mình làm theo cái tông, cái cảm hứng mà mình thích hay là mình làm theo cái nhu cầu khách hàng đặt? Hồi lúc mà mới vô nghề á thì em sẽ làm theo cái nhu cầu của khách hàng. Thì em sẽ trao đổi với khách hàng là thích nó như thế nào, cái gu của khách hàng. Người khách hàng sẽ gửi cái hình ảnh của khách yêu thích qua cho em, thì em sẽ lọc lại và em vẽ theo cái ý của khách nhưng mà trên cái nét của em. Thường thì một con búp bê vậy nè mình làm trong bao lâu? Những con búp bê mà size nhỏ thì em làm khoảng từ 2 tới 3 tiếng. Còn những cái con mà size to như con anh đang cầm á, ít nhất là 4 tiếng. Có con em làm mất tới mấy ngày để làm. Ví dụ như là cái con đó là con anh đang cầm là nó là con gái, thì em con gái hả? Em làm cho nó thành con trai. Nhờ bây giờ nè, mình ở địa điểm cũng khá xa thành phố, tận Long An, thì bây giờ cũng như khách muốn mua búp bê đó thì sẽ mua bằng như thế nào? Thường thì khách sẽ inbox trên Facebook cho em. Sau đó thì mình trao đổi, mình tư vấn cho khách, thì khách sẽ gửi bằng bưu điện. Có nhiều người thì người ta sợ vận chuyển nó bị hỏng rồi đó, thì người ta sẽ gửi ráp từ thành phố xuống đây cho em luôn. Nhưng mà trong suốt mấy cái năm mình bán búp bê gì đó thì có cái kỷ niệm nào với con búp bê nào hay là với khách hàng nào mà mình nhớ nhất không? Cái con búp bê đầu tiên của em á, là con búp bê đầu tiên em bán được, thì em mới tìm cái người bán búp bê, chị đó mới bán búp bê cho em và mua những cái nguyên liệu của chị đó luôn. Chị đó bán luôn những cái nguyên liệu đó là nhập để như là
xịt phủ trước và sau khi vẽ. Thì như vậy nó mới giữ được cái gương mặt của búp bê. Khi mà em vẽ xong á, em đăng lên, vẽ con búp bê đó em đăng lên hội á, thì chị đó lại mua lại con búp bê đó. Và chị đó trở thành cái người khách hàng đầu tiên của em luôn. Rồi sau này chị có tiếp tục lấy hàng của Sang chị bán không? Chị là người bán búp bê mà những cái con búp bê chưa có vẽ mặt thôi. Còn chị thì chị hay gửi cho em búp bê để em vẽ mặt để chị sưu tập á. Thời điểm đầu mới lập nghiệp, anh vấp phải nhiều lời dè biểu, chê bai từ hàng xóm xung quanh. Bỏ qua hết mọi lời chê bai, anh dồn hết sức cho công việc của mình. Giờ đây, với công việc mà mọi người cho là kỳ quái, mỗi tháng Sang có nguồn thu nhập ổn định và trở thành trụ cột chính của gia đình. Gần đây, nhiều nhà thiết kế, chủ cửa hàng thời trang đã tìm đến anh để nhờ họa mặt cho mannequin. Theo Sang, dù mannequin có khuôn mặt to hơn búp bê, nhưng sự tỉ mỉ, kỳ công lại chẳng hề kém. Bởi lớp sơn phủ trên mặt không thể tẩy xóa, chỉnh sửa. Nếu lỡ tay vẽ sai tỷ lệ, anh phải cất công gửi đến nhà sản xuất phủ lại sơn, tiến hành vẽ lại từ đầu. Vì thế, giá thành trang điểm mannequin cũng không hề rẻ, thậm chí cao hơn cả búp bê. Nhưng mà anh thấy có nhiều búp bê giống như là nó nhướng mày rồi nó méo miệng hay cái đại loại vậy đó, thì anh thắc mắc là ủa là chẳng lẽ lúc mua là búp bê nó đã định hình sẵn cái khuôn như vậy rồi hay sao đó, anh tưởng vậy đó. Ai dè đôi một tay Sang làm thêm thắt không phải không? Trời ơi, như bà mụ vậy đó. Như bà mụ vậy đó. Chỉ có khi nào mà Sang làm bữa đó Sang buồn quá đi, vẽ mặt nó buồn theo mình luôn không? Kiểu như mình, bữa đó mình buồn bực một chuyện gì đó, nhưng mà khi mà mình cầm búp bê lên mình vẽ, mình cũng phải gạt hết những cái chuyện đó qua một bên mình mới làm được. Chứ nếu không con búp bê nó bị ảnh hưởng cái nét vẽ, thà là không vẽ, thà là lúc mình buồn mình bực mình không làm gì hết, chứ được không đụng tới búp bê. Mà thiệt là dự với Đằng á, là hai anh em diễn sân khấu kịch rất là nhiều. Mỗi lần gặp nhân vật mới là phải suy nghĩ cái tạo hình mà đã khó khăn rồi. Đúng. Trời ơi, mỗi nhân vật là phải làm cho nó khác. Mà Sang là mấy trăm búp bê, thần thái, cảm xúc đồ khác nhau hết, kiểu tóc khác nhau, màu sắc khác nhau. Bây giờ ví dụ mà chỉ dự với Đằng thử trang điểm một mặt của bé búp bê được không? Dạ được. Giờ thử làm á. Dạ. Rồi. Trời ơi, nhìn cái hộp mình nhớ mấy cái hộp bút chì màu mà nhỏ quá nè. Nó phải là cái loại đó không Sang? Dạ đúng rồi, nhưng mà loại này là chì nước. Chì nước mới vẽ được trên búp bê thôi. Còn cái loại này là loại gì vậy Sang? Lần đầu tiên anh thấy á. Loại này là phấn tiên á, trong mỹ thuật nó là tên là phấn tiên. Phấn tiên hả? Vậy còn cái này là hình mình để đánh mắt hay sao? Cái đó là phấn mắt, mình cũng có thể sử dụng để trang điểm cho búp bê cũng được luôn. Vậy bây giờ bắt tay như mình làm đi. Mình vẽ mặt sao cho ra mặt hữu đằng nữa mình vẽ. Tự nhiên bận đầm tóc dài vẽ ra mặt hữu đằng. Tự nhiên bận đầm tóc dài vẽ ra mặt hữu đằng. Không, ảnh này phải khéo tay thiệt nha. Đúng rồi. Phải năng khiếu á. Làm mặt bình thường của mình thôi, mình biết khuyết điểm mình ở đâu. Mình còn làm khó khăn, nói chi là mặt búp bê. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha Sang ha. Giờ đầu tiên mình làm cái gì nè? Đầu tiên là mình dùng chì trắng để mình vẽ mắt. Mình vẽ mắt, mình vẽ cái gì? Đầu tiên là xác định được cái hướng mắt của nó. Sau đó mình vẽ vòng tròn cái hướng mắt thôi. Như vòng cái tròn. Con ngươi á.
À là cái vùng màu trắng á phải không? Cái vùng màu trắng phải không? Cái vùng vùng mắt á, giống như là hướng mắt, ví dụ như nó hướng qua bên trái, mình sẽ vẽ thôi. Vẽ bên đây, nó hướng qua bên trái. Thì đó, bên này cũng hướng qua bên trái luôn. Dạ anh muốn liếc qua đâu? Tức là cái vùng mà trong hình tròn là màu đen, còn vùng đúng ngoài rồi là màu trắng. Mình dùng chì trắng để mình phác thảo, để mình xác định được cái con người. Ok, ok. Em muốn nó bị lé hay mắt bình thường? Lẹ chứ. Lẹ bên này nè. Giờ mình vừa mình vẽ mắt lé nè. Mình vẽ này là màu trắng nè. Đúng rồi, này màu đen nè. Trời chứ này mà màu đen này màu trắng là kỳ lắm. Giờ sao nữa sao? Sau khi mình vẽ xác định được, dựng được cái hình cái khuôn mắt xong đó thì mình sẽ chọn một cái màu tùy thích của mình á. Anh thích màu nào thì anh muốn nó mắt màu nào thì anh sẽ chọn cái màu đó. Muốn mắt màu nào? Để anh tô lên. Ồ, tại vì cái này anh không có rành, tại vì anh thấy con búp bê á mà anh coi á là trong con mắt nó long lanh mà nó có nhiều màu trong đó đó. Thì cái đó là mình sẽ dùng nhiều màu. Em mắt vàng đi, mắt vàng đi giống nước ngoài. Tóc nó vàng rồi, mắt nó xanh đi. Thì mình tô hết cái tròng màu đó mình thích á, mình tô hết luôn. Sau khi mình vẽ xác định được cái khung mắt á thì mình sẽ dùng màu đen để mình vẽ cái đồng tử ở bên trong con mắt. Mình dùng cái màu mình yêu thích á để mình tô cho cái tròng mắt. Đen luôn nguyên cái đồng tử và nó lan lên cái phần ở phía trên mắt như trên đây này, tại vì ở trên đây mắt mình nó sẽ hơi tối hơn ở dưới nên nó có độ lan, nó sẽ có độ sâu hơn như vậy. Tán nó ra. Khi mà xong được cái phần, khi mà mình tỉa tót xong được cái phần mắt rồi á thì mình dùng, mình tô tới môi đi. Mình dùng cọ. Anh dùng cọ màu. Anh muốn cây nào? Anh dùng cây này để chấm vô cái màu môi mình thích là màu phấn tiên. Cây này chấm vô màu này. Màu nào anh thích, màu nào thì anh sẽ tô màu nào đó. Màu cánh sen. Rung vậy. Không cầm người ta nữa. Mới hồng là màu xanh lá hả? Màu đen màu... đi. Mới hồng là phải màu hồng. Màu cam đó. Màu cam. Rồi, xong. Đã xong bé búp bê. Mặt xinh đẹp, dễ thương, xinh xắn. Đây. Trời ơi, sao giống sống thiên thần ác quỷ vậy? Kỳ dạ. Con này giống như là trước phẫu thuật, con này sau phẫu thuật nè. Hay quá ha, trời. Bởi vậy quý vị khán giả thấy không? Có nhiều cái mình thấy mình tưởng dễ mà nó không có dễ chút nào hết á. Dự thấy là làm cái này á, ngoài cái sự tỉ mỉ cần cù ra còn cái sự tưởng tượng nữa. Cái đầu mình tưởng tượng nó không đẹp là mình làm ra chắc chắn nó không đẹp luôn á. Đó. Búp bê mình thấy thương không? Kỳ vậy đó. Hay là tại mình tắm sống không tốt nên làm không đẹp ta? Tội nghiệp bạn quá à. Bạn ơi. Sang ơi, em có một cái dự tính tương lai như thế nào cho cái đam mê của mình không? Trong tương lai thì em sẽ muốn sản xuất một cái con búp bê mang thương hiệu của riêng em. Chứ không có nhập những cái con búp bê này. Những con búp bê này là những con búp bê em nhập ở nước ngoài về để làm. Còn sau này em sẽ làm cái con búp bê của riêng mình. Cảm ơn Sang rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay Dự và anh Hữu Đặng biết được thêm một nghề. Nó lạ nhưng mà lại dễ thương, mang tính giải trí nữa. Với cái nghề thú vị này thì Dự chúc cho Sang thiệt là nhiều sức khỏe, ngày càng thiệt nhiều ý tưởng để tạo ra những cái hình dáng, những cái thần thái búp bê nó khác lạ và đặc biệt hơn. Và chúc cho những cái đối tượng khách hàng mình ngày càng đa dạng và chắc chắn nguồn thu nhập này sẽ ngày càng nhiều hơn nữa. Em cảm ơn anh Dự và anh Hữu Đặng. Quý vị khán giả ơi, hãy cùng Minh Dự và Hữu Đặng đón xem những chuyện lạ lắm mà nghe. Và bây giờ Minh Dự, Hữu Đặng và Ngọc Sang xin chào và hẹn gặp lại.